Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay mình tiếp tục với là cái phần bắt phương trình trong chương trình đại số lớp 8, bài bắt phương trình bậc nhất. Vậy thế nào là một bắt phương trình bậc nhất? Bắt phương trình là bậc nhất là một biểu thức bắt phương trình có dạng như sau: ax cộng b lớn hơn 0, hoặc là ax cộng b nhỏ hơn 0. Ngoài ra thì có thể ax cộng b lớn hơn bằng 0 và ax cộng b nhỏ bằng 0. Thì đây là những cái dạng bắt phương trình bậc nhất, trong đó a khác 0. Vậy thì để giải cái bắt phương trình bậc nhất này, ta có quy tắc là nếu mà có hai trường hợp, nếu mà ta xét một bắt phương trình thôi, ax cộng b lớn hơn 0, thì nếu mà a lớn hơn 0 thì bắt phương trình có nghiệm là x sẽ lớn hơn trừ b trên trên a. Thì khi biểu diễn trên trục số nó sẽ như này, cái này là trừ b trên trên a, thì bỏ thì những phần nhỏ hơn. Rồi nếu mà a nhỏ hơn 0 thì x sẽ là nhỏ hơn trừ b trên trên a. Nghiệm của nó là một khoảng rất nhiều giá trị x, sao cho là x nhỏ hơn trừ b trên a. Và tương tự cho những cái phần khác, ta chú ý là khi chia hai vế cho bắt phương trình cho một số âm thì ta được một bắt phương trình đổi dấu lại, còn nếu mà chia hạt nhân cho một số dương thì dấu bắt nó thức không đổi. Thầy lấy ví dụ như sau. Ví dụ giải bắt phương trình là 2x cộng 1 lớn hơn 0, thì ta có là 2x cộng 1 lớn hơn 0 tương đương với lại 2x cộng lớn 0 thì tương đương với lại là 2x lớn hơn trừ 1. À, số 2 là số dương, bởi vậy chia 2 vế cho 2 thì bắt thức vẫn không đổi, lớn trừ 1 phần 2. Vậy thì nghiệm của bắt phương trình là, vậy nghiệm của bắt phương trình là tập hợp tất cả những giá trị x sao cho là x lớn hơn không? Lớn hơn trừ 1 phần 2. Khi biểu diễn trên trục số thì tập nghiệm nó sẽ là như này. Đây là 0, đây là trừ 1 phần 2. Bỏ 1 phần nhỏ hơn. Ta lấy một ví dụ khác. Ví dụ như giải bắt phương trình 3x trừ 3x trừ 1 lớn hơn bằng 0. Trừ 3x trừ 1 lớn bằng 0 thì ta có là trừ 3x lớn bằng 1. Thì ta thấy là cái số trừ 3 này là số âm, bởi vậy nên khi chia cho trừ 3 thì ta cái bắt đơn thức dấu nhỏ hơn này sẽ chuyển thành dấu lớn hơn bằng, sẽ chuyển thành dấu nhỏ hơn hoặc bằng. Nên ta có x sẽ nhỏ hơn hoặc bằng 1 chia cho trừ 3, tức là trừ 1 phần 3. Vậy thì tập nghiệm của nó là tập các giá trị những x sao cho x nhỏ bằng trừ 1 phần 3. Đây là trục số, này là 0 thì trừ 1 phần 3 là đây đi. Thì phần này là có. Ta xét một vài cái ví dụ khác. Ví dụ như giải bắt phương trình 4x cộng 1 nhỏ hơn 2x trừ 4. Thì cái đây là cũng một cái dạng bắt phương trình bậc nhất thôi. Có điều là ta phải biến đổi một chút. Tức là những cái chỗ nào mà có bên x thì ta chuyển vế cái số này, hệ số số 1 thì ta chuyển qua bên này. Thì ta nhớ là chuyển vế đổi dấu thì thì ta sẽ được là 4x trừ 2x, số 1 chuyển qua là trừ 4 trừ 1 đó. Thì dấu công thức vẫn không đổi, thì cái này là 2x nhỏ hơn trừ 5. Thì số 2 là số lớn không, nên ta chia bắt phương trình cho 2 thì ta được là x sẽ nhỏ hơn trừ 5 phần 2. Một số ví dụ khác, ví dụ như là x bình phương cộng cho 2x bình phương 2x cộng 1 tất cả bình phương nhỏ hơn 3x bình trừ 4x. Đấy. Thì ở đây ta biến đổi một chút, x bình phương cộng cho, ta khai triển hành đẳng thức, x bình trừ 4x. Thì
ta chuyển x qua một bên, cái này là 3x bình cộng 4x cộng 2 trừ nhỏ hơn 3x bình trừ 4x, chuyển hết qua một bên ta sẽ được là trừ 3x bình cộng 4, chuyển cái này qua bên đây, chuyển trừ 4x này qua bên đây thì ta đổi dấu, còn chuyển số 2 ngược lại qua bên này thì ta thành trừ 2. 3x bình phương, 3x bình phương triệt tiêu còn lại là 8x nhỏ hơn trừ 2 thì x chia 2 vế cho 8 thì cái này sẽ nhỏ hơn trừ 4 thì dấu bấm số vẫn không đổi. Vậy tập nghiệm của các phương trình là x nhỏ hơn trừ 1 phần 4. Ta xét một ví dụ tiếp, ví dụ này là D 1 phần 2 x cộng 1 trừ 1 phần 4 3x trừ 2 nhỏ hơn bằng 5 cộng x chia h. Vậy thì ta nhân hết vào, à, ta nhân, giải phân đường ta nhân vào cộng 1 phần 2 trừ 3 phần 4x 1 phần 4 nhân và trừ 1 phần 4 nhân trừ 2 là cộng 1 phần 2 này nhỏ hơn bằng 5 cộng x. Vậy thì cái nào có x ta đưa qua một bên, x chuyển qua bên trái luôn cũng được, 1 phần 2x trừ 3 phần 4x trừ x nhỏ hơn bằng là số thì ta đi qua một bên, 1 phần 2, 1 phần 2 là 1 trừ 1 phần 2 trừ 1 phần 2, rồi rút x ra ngoài thì ta sẽ được 1 phần 2 trừ 3 phần 4 trừ 1 5 phần này là nhỏ bằng 4. Rồi cái này là x nhân cho mấy, quy đồng lên x nhân cho số chung là 4, 1 phần 2 là 2 trừ 3 trừ 4 nhỏ bằng 4 x nhân cho trừ 5 phần 4 nhỏ bằng 4, thì ta thấy là trừ 5 phần 4 là số nhỏ hơn 0, bởi vậy nên là khi chia thì ta sẽ được là đổi bắt phương trình chia cho số âm thì cái này sẽ nhỏ nhỏ bằng sẽ trở thành là lớn bằng đó, là ta được là x lớn bằng trừ 16 phần 5. Thì nếu người ta yêu cầu mình biểu diễn trên trục số thì ta biểu diễn thôi, còn nếu mà không thì cũng không cũng được, nên là trừ 16 phần 5 này là không, ta bỏ này đi đó. Ta nhớ khi chia hạt nhân bắc phương trình cho một số dương thì không đổi chiều bắc nó thức, còn nếu chia một số cho một số âm thì sẽ đổi chiều bắc nó thức. Đây là một vài ví dụ bắc phương trình bậc nhất, và nhớ là khi giải ta có thể chuyển x về một bên và nhớ là chuyển vế thì đổi dấu và số một bên để khi đó ta làm cho nó gọn. Rồi đó là bài bắc phương trình bậc nhất một bảng ha. Ta kết thúc buổi học hôm nay. Xin chào và hẹn gặp lại các em ở những bài sau.